Xin chào cả nhà đã đến với kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì hôm nay là ngày nghỉ, Hana nó nghỉ cả nhà. Hồi nãy giờ dẫn nó đi chơi thì trên đường về đây là ngày ngày chợ, thì Châu kêu ông xã cho ghé lại mua trái dưa hấu đem về nhà ăn. Thì cái video nó dài quá nên Châu đã cắt cái khúc đầu, khúc Hana đi chơi rồi Châu chỉ quay ngang đây thôi, còn khúc đầu thì sau này Châu sẽ quay lại. Thì cả nhà thông cảm giúp Châu nha. Về tới nhà cả nhà ơi, bây giờ kêu Hana lấy cây cân đem cân lại đây. Em cân này mẹ cân cây dưa hấu nhiêu ký nha. Rồi bây giờ Na lên trước đi coi cây Na được bao nhiêu ký rồi, coi trái dưa hấu nặng hơn Na không nè nha. Lên cây. Hana 13.6. Ồ, Hana có 13,6 kg rồi cả nhà. Lớn được vài trăm gram mà để giờ tới trái dưa hấu nha. Trái dưa hấu coi nặng hơn Na hay là nhẹ hơn Na nha. Rồi, để lên. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Ôi trời. Rồi, trái dưa hấu nhẹ hơn Na. Trái dưa hấu có 9,1 kg mà. Nhẹ hơn Na rồi. Na bự hơn trái dưa hấu rồi. Ồ, Na bự hơn trái dưa hấu rồi, mừng không? Nè cách ta. Rồi giờ đi, giờ đi đo hả? Ừ, đo Hana hai bà dài năm nữa, Hana cao hơn mẹ rồi. Rồi nó tới đầu của mẹ nè. Rồi, tới ngực mẹ rồi. Ồ, dữ chưa ta? Cao dữ ta. Rồi giờ mình đi làm dưa hấu ăn nha. Dạ. Đi, đem vô nhà tắm rửa đi chứ đem lên cái chỗ này mẹ xách không nổi, nặng quá. Đem vô đây rửa nè. Rồi dẹp cái cân giùm mẹ đi, dẹp cái cân vô tủ giùm mẹ đi. Hana kachi shisho kuchi. Hana to shisho. Rồi bắt đèn ra. Rồi. Rồi. Để cái thau xuống đây mẹ gửi cho nhà hấu ơi. Cái thau của con á. Rồi đi gửi nhà hấu nè. Quá, 9 kg. Nó thua Hana mấy ký rồi. Rau câu với lại xương sáo đen,
với lại mít với nhãn. Với lại đây là cái nước cốt dừa với sầu riêng với lại kem tươi với sữa cho nấu chung lại với nhau á. Châu nghĩ ăn sẽ rất là ngon. Bây giờ Châu sẽ nạo cái này ra nha. Nạo dưa hấu nghe nè. Hana nạo dưa hấu nữa hả? Wow. Hana tôi dạ. Con ăn thử miếng ăn ngon không? Con ăn thử dưa hấu thử nha. Muối mắc à? Muối mắc á. Ngon không? Chua bát. Ồ, chua bát. Nào cho dưa hấu ra có nước hả nè, đòi ăn cả nhà đòi uống chút đi con. Quá trời luôn, nhiêu đây cha ba với mẹ với nàng hết nè. Rồi xong, móc ruột ra đã. Rồi, thấy ra nước quá trời nước trong đây luôn cả nhà ơi. Nè, mẹ múc lên cho nó uống đúng không? Nó đòi uống nước dưa hấu. Uống hồi no luôn, nghỉ ăn luôn nè. Rồi tên. Đúng không? Thôi lấy ly đi, mẹ đổ ra cho uống cái ly hồi sáng uống nước đâu rồi. Đổ cái ly đó thì đưa cái ly đó này chút tôi cho. Rồi, uống đi. Đây, bây giờ Châu sẽ trộn các loại lại với nhau nha cả nhà. Giờ Châu sẽ cắt cái dưa hấu, ruột dưa hấu này vào đây lại nha cả nhà. Cái món này mà có bà nội Hana, chắc bà nội Hana cũng thích lắm á. Mùa hè mà ăn mấy cái món trời mát mát vậy nè. Hôm qua thì hôm bữa chủ nhật, bữa nay là hôm qua, bữa nay là thứ hai. Hôm qua thì bà nội Hana với Châu về quê có ăn cái món đó rồi. Cái món chè rồi. Nhưng mà Châu chưa làm món này bao giờ. Bữa nay Châu làm thử. Mấy cái kênh khác á, thì người ta làm cũng trộn các trái cây lại với nhau á. Nhưng mà Châu cũng chưa làm thử lần nào. Tại sẵn bữa nay ở nhà có những cái gia vị, những có cái thức ăn này nè. Những cái này sẵn á, thì Châu làm thử. Châu nghĩ ăn chắc sẽ ngon á. Lấy hộp ra chứ để hộp hồi Hana nó không ăn. Rồi bao nhiêu đây được rồi. Còn một thao luôn cả nhà ơi, quá trời cái thao. Rồi Châu sẽ múc vào một thứ, một ít nha. Cái này xương sáo đen nè. Đó. Cái này là nhãn với mít nè. Ít thôi à, không biết sợ ăn không được. Cái là thôi luôn à. Cái này là xương sáo nè. Xương sáo rau câu á. Sốc cô của chích ta. Rồi để mẹ bỏ vô. Mẹ bỏ cái này vô. Rồi bỏ, giờ bỏ nước chè Thái, nước na Châu nấu vô này nha. Để mẹ đổ vô cho con ấy, mẹ ấy nước đá nữa bỏ vô nha. Đó, quả tí rồi. Đó. Rồi, con nè con muốn quậy lại, con quậy nè. Dạ. Nè con trộn lên đây nè nha. Dạ. Nè, trộn đi. Hana đòi trộn quá cả nhà. Mẹ cắt miếng dưa hấu đi, nó ít quá. Đó. Mẹ ấy nước đá bỏ vô nha.
kêu ba thức dậy đi. À, ba Diana. Chú bác mất trà. Trong mới chuẩn bị nước đá rồi. Xong rồi hả? Rồi xong rồi cả nhà ơi, giờ xin mời cả nhà cùng ăn với gia đình cho nha. Rồi giờ múc múc ra cho Na trước hay cho ba trước ha? Cho ba trước nha. Cho Na trước. Cho Na trước hả? Na rồi. Múc ra cho Na trước luôn nữa. Múc cho Na trước đúng không? Rồi ưu tiên cho Na trước luôn nè. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cho Na trước nè. Rồi Na ăn đi. Cầm lên chào mẹ. Chào mẹ ấy hình chụp hình nha. Chào mẹ với ba chụp hình nha. Rồi ba nè. Nó có muỗng chưa? Nó có muỗng chưa? Bỏ nước đá vô đó nè cả nhà ơi. Rồi, Sa Chin bưng lên chụp hình. Thưa cô, Sa Chin nhịt cơ hả? Mỗi xưa nó không cơ. Rồi sao, ngon không? Review đi. Mai thích ta. Mai thích kem không á? Đừng có làm đùng đùng cơ. Xin mời cả nhà cùng ăn gia đình cho nha. Ngon quá. Ngon. Hôm qua về quê bị dầm mưa á cả nhà, dầm mưa trồng mấy cái cây ớt chứ đi hái cái trái dâu tầm ăn á. Cái sáng nay bị cảm, bị sổ mũi. Không biết bà nội Hana làm sao không biết nữa. Dạ bồ. Hôm qua nên cho ha hay sao hôm nên kênh tên này ớt cầm kỳ kênh tên này. Ở trên bi ha cổ phu á cha lá nên tè. Ba ngồi đẹp không Na? Ba ngồi vậy đẹp không? Không đẹp hả? Dưa hấu bỏ chung ăn với mấy cái này thì dưa hấu nó lạc hơn. Ngon quá cả nhà ơi, trời mùa hè mà ăn cái này. Nhức nách này. Con nói đi nhức nách. Đây. Nhức nách. Nhức nách. Nhức nách thành thò. Cái nách ở đâu? Nách ở đâu?
cho. Hana đòi ăn mít thêm. Mẹ ơi, cho thêm mít đi, mít hết rồi. Nữa không? Hết rồi coi. Còn ăn mít nữa không? Hay ba tơ chụp đó. Hả? Ăn mít nữa. Ăn mít nữa hả? Rồi. Nhãn nữa không? Nhãn nữa. Thì công viên dây quay cho Hana rồi về nhà quay nữa. Thôi giờ mình chào ông bà cô chú đó đi rồi mình tắt điện thoại mình ăn tiếp nha con. Cái điện thoại nó dài quá trời dài gần với nó chứ. Ha. Chào ha. Chào ăn tiếp ha. Ha. Chào ăn tiếp hiểu không? Hả? Chào ăn tiếp hiểu không? Không chịu hả? Ăn xong rồi chào hả? Chào xong rồi. 하나도 더 없으면 돼요. 하나 ăn xong rồi, không ăn thêm. 우와, 하나 소금입니다. Thì thôi cả nhà ơi, video của Châu tới đây xin tạm dừng. Nếu cả nhà thấy thích thì cho Châu xin một like, một lượt đăng ký kênh. Thân tình cho Châu xin một lượt chia sẻ để những người khác có thể biết đến kênh của Châu. Và Châu xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ủng hộ gia đình nhỏ của Châu. Xin chào. Xin chào, hẹn gặp lại video lần sau.